cầu chưa? Cái nhỏ nó cắn câu rồi mới bắt được cái nhỏ thôi, đâu có cá lớn đâu. Cá chê nè, ô mấy con cá lớn luôn nè. Sao bắt được chưa ba? Câu đó à, kìa bên đây con thấy cái âu tàu, hôm qua đây con thấy cái chiếc tàu nó nằm ở trên cái âu tàu kìa, thấy không nè, ta sửa, ta đang sửa đó, ta đang cạo sơn rồi lại đó, thấy chưa? Thấy rõ chưa? Thấy chưa? Alo. Chuẩn bị về. À rồi, đi rước luôn không? Rồi đi rước. Về đi. Qua mấy giờ ba? Mấy giờ? Để bà coi kìa. Mới có 2 giờ mấy à? Cô biết tại sao con khỏe không? Tại sao? Tại vì hồi nãy uống cà phê của bà rồi ha. À, uống cà phê lén à hả? Vậy tới này con có thể đi đón giao thừa. Nhưng mà con phải ngủ một chút xíu, con mới tỉnh tới tối được. Nếu mà tốn rồi ướt rồi. Thấy không Long, có thấy chiếc tàu nó nằm trên cái âu thuyền không? Đó là Long, cái tòa nhà đó, tòa nhà cao nhất thành phố mai mốt đó là Long. 81 tầng đó, tòa đó. Ừ. Tòa nhà Vincom đó. Chị đang làm không à? Ừ, đang làm tới đó rồi đó. Mai mốt là đó là tòa nhà cao nhất Việt Nam đó. Cao hơn Bitico. Bitico có 68 tầng thôi. Kìa, có thể chú đó dính cá chưa? À, không có. Ngồi không à.